các bạn. Mình là Andy, lâu quá mình không có làm cái video tiếng Việt Nam ha. Thì các bạn ơi, mình mới tới cái nhà hàng tiệm sắm này ở dưới Lốt á, dưới Sàn Gabriel đó các bạn. Nhà hàng này nổi tiếng ăn cái tiệm sắm á. Thì bữa nay mình làm cái video cho các bạn coi, ok. Cái nhà hàng này nó kia bằng nhà hàng tàu ở trong cái 99 supermarket đó, ở đường ba liền với đường Sàn kia với các bạn. Thì bây giờ mình đang chờ đồ ăn ra. Thì cái tiệm sắm này là rất là ngon các bạn, nổi tiếng ở dưới Lốt này. Thì bữa nay vào quay cái phim này cho các bạn coi, ok. Cảm ơn các bạn ha, các bạn chờ chút ha, các bạn. Các bạn ơi, cái này là cái tiệm sắm này các bạn. Đó, ngon không? Thấy không? Các bạn. Cái này nhà hàng này các bạn, nhà hàng này nổi tiếng. Ở dưới Lốt này các bạn, nổi tiếng. Đó. Eat it. Hold on. Các bạn ơi, bạn mình mới order cái này nè các bạn. Cái này là cái ngon các bạn. Đó, thấy không? Các bạn ăn chung với mình ha. Ok. Hỏi á. Xin chúc chuyện. Ngồi dục. Nói với con ngồi dục á. Lò mấy cây với con. Ok. Đi đâu mà? Gì nữa? Wow, look at that. Eat it, I'm not filming you. Wow, thấy cầm xong trang rồi tao ấy. Thấy nha. Mấy này ra? Hát câu vô mà. Ờ, ok. Hát chẳng à? Hát chẳng nhớ cô á. Các bạn ơi, mình kêu nhiều món ra lắm rồi, bắt đầu mình ăn quay cho các bạn coi ha. Chờ chút ha. Rồi, ngon các bạn. Cái này là mình ăn với mấy cháu mình á, một đứa cháu. Rồi. Rồi các bạn bắt đầu mình ăn tiệm sắm đó các bạn ơi, đói quá rồi. Mới đi nhà băng, đi mở cho đứa cháu á. Mở cái nhà băng cho nó này, bây giờ bắt đầu ăn tiệm sắm. Ăn tiệm sắm các bạn ơi, các bạn ăn chung với mình.
Na cha nè các bạn. Cái trà này là trà flower. Ngon lắm các bạn ơi. Nè các bạn, cái này là thịt bò nè các bạn. Ngon lắm. Cái này thịt bò nè. Ồ, thấy không? Cái này mình bỏ giấm các bạn, giấm. Bỏ giấm lên trên cái dĩa này, bắt đầu mình chấm cái thịt bò này, thịt bò bằm á, ngon lắm các bạn ơi. Chuẩn bị ha, chuẩn bị các bạn. Thử trước. 1 2 3 coi có ngon không? Nó mềm, nó béo. Nên nó vừa ăn. Ngon lắm các bạn. Thịt bò đó, thịt bò bằm nó ngon lắm. Ngon dễ sợ luôn. Ngon. Rồi cái này trà này là nó kêu bằng sunrise flower á. Tiếng Anh đó. Hồng Kông nó kêu bằng cúc phá trà. Cúc phá đó, ngon các bạn. Nếu mà các bạn đi ăn tiệm sắm á, kêu cái trà cúc phá là sunflower tea á. Đặc biệt ngon. Cứ thử ha. Ngon. Các bạn ăn chung với mình ha. Giờ mình ăn mấy cái này là Intested. À lâu à. Không nói bị người đi là chiếu dầu rồi mày hồn thu à. Là chiếu dầu nha, tặng anh đi xe lại chiếu dầu rồi mà xe cái đồng xong luôn. Mình ngủ sai lên. Đó các bạn, cái này là cái bao tử á, trong cái bụng á, bao tử bò đó. Mình ăn thử ha. Nè các bạn, ăn thử ha. Nó kêu tiếng tàu nó kêu bằng phụng, nó kêu bằng ngầu chạp. Ngầu chạp là cái bao tử trong cái bao tử bò đó. Ăn thử ha các bạn ha. 1 2 3. Ngon các bạn. Ngon. Mình thích ăn giấm á các bạn, nó cho mình một chén giấm á. Giấm á. Ăn tiệm sắm phải có giấm với ớt. Đó, mình bỏ vô cái dĩa của mình. Bỏ vô cái dĩa. Bây giờ mình ăn món khác nha các bạn ha. Cái này nó kêu bằng cái này nó kêu bằng mushroom các bạn. Mushroom nè. Nó kêu bằng xuyến trúc hiện. Tiếng tàu á kêu bằng xuyến trúc hiện. Là tiếng Mỹ kêu bằng mushroom á. Ở trong này có thịt heo, có nấm, rồi thịt, rồi ở ngoài cái da là nấm tinh khô các bạn, mushroom á. Ăn thử ha. Mời các bạn ha. Nóng. Ngon các bạn, ngon. Tươi mềm. Rồi cái thịt á nó mềm xèo mà nó tươi mà vừa ăn nữa. Nó béo lắm các bạn. Béo lắm. Ngon. Hồi nãy giờ mình mới vô mình kêu cỡ 7 món rồi các bạn. Ở trên bàn này 7 món rồi. Bây giờ mình ăn cái đây là cái hủ tiếu tôm. Để cho các bạn coi ha. Hủ tiếu tôm này các bạn. Nó xì dầu á, có tôm á không? Ngon các bạn. Ăn thử nha các bạn ha. Thank you.
như bánh cuốn vậy á, nó giống bánh cuốn mà nó cái tàu nó làm là nó tôm nó với xì dầu ở ngoài ngon lắm, nó không có mặn, cái tôm nó tươi với nó béo béo á, nó ngọt ngọt đó các bạn, ngon dễ sợ luôn. Cái tiệm sắm này, nhà hàng này nổi tiếng á, thì chập nữa mình để cái địa chỉ cho các bạn coi ở dưới á, thì các bạn muốn ăn tiệm sắm á, các bạn lại đây. Cái nhà hàng này nổi tiếng ở bên ở dưới sân kia và dưới lốt á. Cái này là cái gân này các bạn, gân bò này. Ăn thử ha. 1, 2, 3. Ngon. Nó mềm, nó béo, nó vừa ăn, nó cũng như đồ Việt Nam mình bỏ nước mắm vô vậy đó, nó ngon ngon đó các bạn, ngon lắm. Các bạn lại ăn thử đi, các bạn biết à, ăn thêm miếng nữa, ăn miếng khác nữa. Cái này nè các bạn, thấy không ngon, thì ăn thử ha. Cái này là chắc cái gan hay cái gì á, ngon lắm các bạn, ăn thử ha. Gan đó các bạn, ngon ác luôn, nó mềm nó tươi vừa ăn. Ăn cái thịt bò, ăn cái thịt bò là ngon, cái thịt bò nó mềm, nó mềm sao ạ. Thịt bò này các bạn, thấy không, ăn thử ha. Chào các bạn với mình ha, ăn thử, nó đang nóng nóng luôn các bạn. Ngon quá các bạn ơi, nó giống nem vậy, nó giống nem nem chua Việt Nam mình vậy á, mà nó thịt bò, mà nó làm nó hấp á, nó ngọt mà nó béo mà nó mềm nó tươi, ngon lắm các bạn. Tiệm sắm này ở dưới đây ngon lắm, Cali á, thấy không, bên Mỹ với Lốt á, ngon lắm các bạn. Wow, ngon dễ sợ luôn. Ăn đã quá các bạn ơi, ngon quá. Uống trà giờ phải uống trà. Mình ăn với cháu mình các bạn, cháu mình nó không muốn lên cái video clip này, hàng chi mình phải chiếu một mình thôi à, thấy không? Trà nè các bạn, trà, mời các bạn. Wow, trà nó ngon quá các bạn ơi. Mình có order một cái bánh tét á các bạn, bánh tét này các bạn, bánh tét tàu nè, ở trong này ngon lắm, cho các bạn coi ha, nó tươi mà nó ngon nha. Nó vậy nè các bạn. Ồ, thấy không, các bạn thấy nó ngon không? Bây giờ mình sẽ ăn thử thôi. Ê. Ăn thử rồi các bạn ha. Nè cái này nè các bạn, thì mình ăn thử ha, coi nè các bạn, ngon, tươi, nó có lạp xưởng, nó có thịt heo bằm, nó có nấm tinh khô, há cẩu xíu mãi, nè các bạn. Mm.
Giờ mình kêu thêm ra, đó. Dũng ơi, thì thái đi về. Về chuyến nha, đậu canh á. Ô, phồng chảo với cậu phồng chảo. Các bạn cái này tôm đúng không, xíu mại á, cái này con cháu mình ăn. Mình mới kêu há cẩu với xíu mại với cái chân gà đó, phồng chảo cho cháu mình ăn các bạn. Ăn tiếp theo ha các bạn ha. Cái nếp này, cái nếp và bánh tét này nó ngon các bạn. Các bạn thử đi, vô lại đi ăn thử đi, ngon lắm. Rồi mình bỏ ra, bỏ chút giấm vô. Ngon. Ngon các bạn. À đây các bạn coi nè. Nó dẻo lắm, nó dẻo mà nó tươi. Với nó có lạp xưởng với có mushroom trong đó đó. Rồi thịt bằm, thịt heo bằm á, ngon lắm các bạn. Ngon quá ngon. Các bạn, mình ngày nghỉ mình lại đây mình ăn một mình, rồi cái mình làm cái video thích để cho các bạn coi luôn. Mời các bạn ha. Ngon các bạn, ăn hết cái này đi, ngon quá, nó tươi quá các bạn ơi, nó tươi lắm thiệt. Ngon tuyệt vời. Nó dẻo lắm, nó tươi mà cái nếp của nó dẻo lắm các bạn, ngon lắm. Cái nhà hàng này là ở lầu 4 á, lầu 4 á. Rồi ở trong cái nó kế bên đường Valley với đường New á. Nó ở trong cái chợ 99 á, ở trên lầu 3. Lầu 4. Thì các bạn lại ăn thử đi, để cho mình để cái địa chỉ trong đó cho các bạn lại ăn ha. Ăn hết rồi các bạn. Ngon các bạn ơi. Một tháng ăn một lần. Nếu mà tiệm sắm á, là một tháng ăn một lần nó mới ngon. Để ăn hoài nó không có, nó ngán, nó không ngon các bạn. Ở ngoài sau này có cái tivi lớn nữa các bạn, cho các bạn coi nữa không. Mình ngồi với bạn chính cống. Cái tivi lớn á, không có ai phá mình nữa đó. Để cho Charlie. Mình bỏ giấm thêm, cái dĩa của mình á, bỏ giấm thêm, đổ giấm vô đây chứ ăn nó đã. Giờ mình ăn thử cái xíu mại á các bạn, cái xíu mại đây nè. Ở đây xíu mại ngon lắm các bạn ơi, nè thấy không, thấy nó tươi không đó. Ở đây xíu mại là nó mềm mà nó béo mà nó ngon, nó tươi nữa. Ăn thử ha, cho các bạn coi nè. Ngon. Ăn thử ha, 1 2 3.
ở trong đó có thịt heo á, có tôm, nó trộn lại á, vừa ăn ngon lắm các bạn. Nó béo, nó mềm, nó tươi, nó bỏ mấy cái mà dầu vô nó ăn nó thơm, nó thơm lắm các bạn nè. Cho các bạn coi nè, có tôm, thấy không, chấm với giấm, chấm với giấm ăn ngon các bạn. Hello, nhưng mà là cái dầu á, để ngồi là cái ngồi bệnh. Đây đây, ta lốt. Để ngồi mình câu rồi. Ô, vậy tôi tên gì đâu? Tôi về. Ở đây nó, nhưng anh ở đây nó mới cho mình ớt dầu mà cay cay á, ngon lắm. Bây giờ mình đổ vô cái xíu mại này thử ha, đổ vô các bạn cho nó cay cay á, đó đỏ thấy không, đổ vô cho nó cay cay thấy không, bắt đầu ha, ăn thử ha. Bỏ cái ớt dầu này vô á nó còn ngon, áp nữa các bạn, nó cay cay, nó không có cay quá mà ăn cay cay. Ngon. Uống trà. Trà này các bạn, trà này là trà đặc biệt á, trà sunrise á, là trà sunrise flower á, là trà bông á. Uống thử ha. Trà này ngon các bạn ơi, ngon. Ăn kiểm sống phải uống trà mà ngon á với đã. Nếu mà trà mà thường á không ngớt ăn không có đã. Nếu mà trà mà mất tiền á mà ngon á, nó đáng biết không. Bây giờ mình ăn một miếng há khẩu ha. Há khẩu đây nè các bạn, há đậu khẩu đây nó tươi lắm các bạn ơi, thấy không, thấy không, ăn thử ha nè các bạn, ăn một ăn cái ha, chuẩn bị ha. Một mình chấm cái giấm á, giấm đỏ. 1 2 3 cắn thử ha. Ngon các bạn, béo mà mềm, cái da nó dai dai các bạn, mà cái tôm nó ngọt ngọt, ngon lắm các bạn ơi, ngon. Ăn ở đây mình thích ăn ở đây ngon nhất, mình thích ăn ở đây nhiều lắm. Kể ở đây cái tiệm này á, nó sang, nó đẹp, mà nó cho mình làm cái video nữa phải không, để mình làm cái video thích cho các bạn coi á. Cái tiệm này mấy người ở trong đây là người Việt Nam với người tàu Việt kìa, nó cho mình nó trọng cái Việt Nam mình lắm, bởi vì mình thích lại đây. Trà này ngon quá các bạn ơi, ngon. Bây giờ mình ăn thêm cái gan á các bạn, cái này nè, thấy không, gan á, gan này ngon các bạn, ăn thử ha. Chấm với giấm nè. Chấm giấm nè, ăn thử ha. 1 2 3 béo mà nó mềm, nó tươi, vừa ăn ngon các bạn. Wow,
ngon quá các bạn ơi. Uống trà. Cái này là cái tiếng Việt không biết vì sao mà nó cái daikon á, daikon á là cái gì á, ăn cho nó tiêu nhau á, rau á. Ngon các bạn, ngon, nó béo béo. Cái này phải chấm giấm nè, chấm giấm nè các bạn. Ngon, béo. Ở đây cái món nào mấy cũng ngon các bạn, nó béo béo vậy, nó tươi lắm. Mà giá nó rẻ, nó biết không? Ở đây giá rẻ lắm các bạn, nó không có như cái tiệm sắm khác mà nó dở mà nó mắc. Ở đây có là 4 đồng hay là 4 đồng mấy à. Một cái một dĩ á. Nó ngon. Bây giờ mình ăn thêm cái nấm với thịt nè, để cho các bạn coi ha. Đây nè các bạn, tiếng tàu nó kêu bằng xiến trúc khỉ nữa các bạn nè, thấy không nè các bạn, thấy không, ngon lắm các bạn, thấy không? Mình chấm giấm á, mình thử ha các bạn, ăn chung với mình ha. Ngon các bạn, ngon quá ngon, nó béo. Ở trong cái thịt bò, ở trong cái thịt heo của nó đó, nó có nấm tinh cua nè, nó có thịt heo nè, mà ở ngoài cái da nó là cái mushroom á, ngon lắm các bạn. Ăn thử đi các bạn, lại đi ăn thử đi, nó vừa ăn, nó không có mặn, nó vừa ăn, nó là ngon. Cho có trận nè, trời ơi nó tươi, không nó tươi mà nó béo các bạn. Phải chấm nè, phải chấm cái này, chấm tương, chấm giấm á, với bỏ ớt vô, chấm giấm, chấm ớt á, chấm ớt vô cho nó cay cay á các bạn, thấy không? Ăn thử ha. 1 2 3 ăn thử ha. Ngon quá. Cái tiệm này ngon nhất ở dưới Cali các bạn. Cali ở dưới Lốt á. Ngon nhất. Ngon. Ngon mà sang. Cái tiệm này sang lắm các bạn. Rồi ở trên lầu 4 á, lầu 4 á. Mà nó rẻ tiền nữa. Có 4 đồng mấy một dĩ à. Uống trà các bạn, mời các bạn, trà này ngon lắm các bạn ơi. Wow, ngon quá, ngon cái trà nó ngon, đừng nói là cái gì, cái đồ ăn nó ngon, trà nó ngon nữa. Trà này là nó kêu bằng cúc phá đó các bạn, sunrise tea á, ngon. Ở đây nó mở máy lạnh nha các bạn, mát, ăn đã lắm. Uống trà nó nóng, nó bơm chảy mồ hôi á, rồi mình có máy lạnh nó mát mà ngồi đã lắm các bạn. Ăn nhiều nữa biết không, vừa mát rồi với rồi tự do nữa, không có ai phá mình hết biết không. Rồi mấy người trong, mấy cái khách ở trong này là người tàu nhiều, mà nó, mấy người tàu này nó không có phá mình, nó nể mình là chúng người tàu mà mình biết tiếng Việt phải không, cũng là tàu Việt vậy đó. Andy là người Hải Nam,
và biết nói tiếng tiếng Quảng, tiếng Việt, tiếng Mandarin, tiếng Anh. Đó, biết nói 4 tiếng gì đó, 4-5 tiếng á các bạn. Mỹ ăn chưa đã các bạn ơi. Eat more. Finish this one. Bây giờ mình ăn cái thịt bò nãy á các bạn. Ăn lại ha, các bạn cho mình cho các bạn coi ha. Nè, cái thịt bò của nó này các bạn, thấy không? Thịt bò nó tươi lắm. Cái bỏ giấm vô. Chấm với giấm. Và chấm với ớt. Ớt nè các bạn. Ớt dầu á. Ớt nè, thấy không? Đó, giờ mình cắn thử ha. 1 2 3. Nó cay cay ngon. Nó béo béo, nó mềm lắm các bạn. Thịt bò nó ớt cái gì mà nó mềm xèo à. Ngon lắm các bạn, thấy không? 1. Ngon quá các bạn ơi. Béo béo quá. Ở đây mình không có bỏ gì, ăn hết luôn. Thì nó ngon quá biết không? Ăn mấy cái cải này các bạn, cái cải nè. Cải nè. Chấm với ớt. Ngon. Ngon quá các bạn. Cái cải này chấm ớt. Mời các bạn. Rồi chứ bây giờ mình có cái bánh cuốn á, cái chót. Mình sẽ ăn hết. Bánh cuốn này nè. Bánh cuốn này các bạn. Bánh cuốn nó làm tôm á các bạn. Thấy không? Rồi chứ mình bỏ ớt vô. Bỏ ớt vô. Đổ miếng ớt vô ăn. Đổ ớt cho nè các bạn. Mình ăn thử ha. 1, 2, 3. Cái bánh cuốn nó tôm á. Nó béo mà nó ngọt. Nó vừa ăn. Trời nó tươi lắm các bạn ơi. Ăn còn 2 miếng cho thịt bò nữa, ăn hết đi. Hồi nãy giờ mình kêu nhiều lắm á. Có 2 người ăn nè. Các bạn. Thịt bò. Thịt bò mình chấm ớt. Chấm ớt nè. Chấm ớt nè. Ok. Ăn thử ha, cắn nha. 1, 2, 3. Cho các bạn coi nè, nó tươi nè các bạn. Nó tươi mà nó béo. Thấy không? Ba. Bảo là cái bà đó bà kêu mình lấy đồ ăn nữa đi, chưa được kêu ra ăn nữa đi, mình nói mình no rồi, nói tiếng Quảng với mình á, thì mình cũng biết nói tiếng Quảng, mình nói mình no rồi, xin lỗi. Uống trà. Quá các bạn. Giờ mình ăn cái chân gà các bạn. Nãy giờ chỉ ăn cái chân gà. Chân gà này các bạn.
đó, chân gà thấy không, nó nóng nó tươi. Mình bỏ ớt vô. Ăn thử ha. 1, 2, 3. Ngon. Nó tươi, nó mềm, nó béo, nó có tiêu á, cay cay chút. Mình ăn thử nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Còn chút nữa chấm vô ha. Cay cay các bạn, bỏ vô miệng á. Wow, rất là ngon. Nó béo lắm các bạn ơi, nó mềm mà nó béo, nó tươi. Cái tiệm này là tươi nhất, ngon nhất ở dưới Cali á. Ăn đã quá các bạn ơi. Uống thêm trà các bạn. Ê tà lú à. Mời các bạn. Chà này cũng đã lắm các bạn ơi, ngon, nó béo, nó thơm, chà này thơm lắm á. Số 1, ở đây còn 2 cái miếng cái thịt bò này, ăn hết đi, 2 miếng nữa. How come you don't eat more? Huh? Eat the last one, right there, help daddy. Ý đi. À, thịt bò này các bạn. Bò này, thấy không? Oh, mình bỏ vô ớt, chấm ớt nè. Chấm ớt dầu á. Thấy không? Thử ha. 1, 2, 3. Nãy giờ cũng 40 phút mà nó còn nóng đó các bạn, nó còn mềm nữa. Chấm ớt. À, cái này cái chót này các bạn, thấy không? Cái bò đó, cái bò này các bạn, chót này, thấy không? Chấm ớt. Ớt này ngon các bạn, nó không có cay mà nó thơm. Nha. Ăn thử nha các bạn ha. 1 2 3. Ăn đã quá các bạn ơi. Các bạn lại ăn thử đi. Ăn thử cái bí bếp. Nó ngon mà không ngon. Nó rẻ mà nó ngon mà nó tươi. Nó béo nữa các bạn.
giá đặc biệt, giá rẻ nhất ở dưới quận quận Lốt này nhé. Thì mình đi ăn nhiều tiệm tàu, tiệm sắm lắm đó các bạn, thì mình biết. Thì mà cái tiệm này á, nó mở cũng lâu lắm rồi, mười mấy năm, hai chục năm rồi, mà cái tiệm này nó cũng còn sang, nó đẹp, nó sang, nó đẹp, nó rẻ mà nó ngon. Ngon nhất, cái ngon với cái sang á là quan trọng nhất. Các bạn này ăn thử đi, mấy người tàu này người ta cũng không có phá mình cái gì đâu, mình Việt Nam vô là người ta thích rồi, thấy không? Thì các bạn đừng có lo người ta, các bạn phải ăn bác ăn ăn với gia đình của các bạn, rồi ăn đàng hoàng, ăn cho nó ngon, rồi ăn ngon miệng, rồi vui, ăn cho vui thôi, ăn cho ngon miệng vui là được rồi. Uống thêm trà các bạn ơi. Tiếng tàu nó kêu là giảm trà, giảm trà. Cái trà của nó rất là ngon. Mời các bạn ha. Ngon quá. Còn hai cục xíu mại nữa, nãy giờ mình chưa ăn cái xíu mại, mới ăn ăn cục thứ hai các bạn. Cho các bạn coi nè. Nó tươi lắm các bạn. Thấy không? Ăn ha. Bây giờ mình chấm vô cái giấm, giấm này các bạn, chấm vô giấm. Giấm. Mình chấm thử ha. Ngon quá các bạn ơi. Giấm này các bạn, giấm nè. À, nó đỏ đỏ thấy không? Giấm vô bỏ vô miệng. Ở miệng nó trắng, mấy trắng nó tiêu hết à. Trời, nó mềm quá, nó tươi quá, nó ngon quá. Vừa bỏ vô miệng là nó tiêu luôn cái cổ của mình, cái bụng của mình. Không có cần dai mình không cần mình nhai dữ. Ngon các bạn. Chà, các bạn cũng chà ha. Chà ngon quá. Rồi các bạn, mình vừa no rồi các bạn. Thì cái video clip này cũng dài quá rồi các bạn. Hy vọng các bạn sống mạnh khỏe, vui vẻ, rồi happy, cũng như là tiếng Anh nó kêu bằng là stay safe, là không giờ cái vụ dịch á thì nguy hiểm quá rồi, bắt các bạn phải tránh xa người, rồi rửa tay mỗi 15-20 phút, rửa tay để mình muốn bây giờ cái vụ dịch á, rồi nguy hiểm quá rồi, các bạn phải quan trọng, các bạn phải coi chừng, đừng có dính cái vụ dịch này, nguy hiểm lắm, dính vô cái dịch này khổ lắm các bạn. Thì các bạn cảm ơn các bạn coi cái video của mình bên đời sống bên Mỹ. Thì chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ, rồi bạn happy, rồi các bạn nhớ nha. Nếu mà các bạn coi cái video mà các bạn thích á, thì nhớ bấm cái subscribe cho mình, các bạn bấm subscribe cho mình để ủng hộ mình cái một điểm á, rồi ngày mai mình làm cái video khác cho các bạn coi. Ok các bạn, nhớ nha, bấm subscribe mình, ủng hộ mình nha các bạn, nhớ nha. Cảm ơn các bạn nhiều, bye bye các bạn. Gặp các bạn ngày mai. Ok, cảm ơn, nhớ bấm cái subscribe nha các bạn, bấm subscribe rồi ủng hộ mình ha. Cảm ơn các bạn, bye bye. Bye bye các bạn.